Câu hỏi thứ hai, trong kỳ Phật Pháp vấn đáp số 18 này có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy cho con hỏi, hôm 13 tháng 7 vừa qua, con có dự lễ quy y tại chùa, nhưng con chưa đăng ký quy y, như vậy có được coi là đã quy y Tam Bảo cho bản thân không ạ? Chưa đăng ký quy y nhưng mà khi quy y ở thầy hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta quy y Tam Bảo mà Phật tử này nhất tâm phát nguyện quy y trong cái lúc đó thì cũng đã đắc giới rồi. Còn cái điệp quy với cái phó chúc thì lúc đấy chưa có, thì hôm đấy ra về mình có thể vội hoặc là mình chưa biết, chưa có thì cũng không sao. Đến Pháp hội Quan Âm tới đây thì vào ngày thứ ba đó thì Phật tử này đăng ký và xin các Phật tử viết cho cái điệp quy và cái phó chúc thôi, còn cũng không cần phải quy lại nữa, thì quy một lần thế là đủ rồi, là được rồi, không cần phải quy lại nhiều lần, không cần phải tam quy là quy ba lần. Nhưng ngày xưa thầy còn đi học, cô hòa thượng viện chủ, chủ hương, thượng viên hạ thành, trong sân môn thì thầy phải gọi là ông, cũng có thể gọi là thầy, vì hòa thượng chính là người thầy đến xin xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đồng ý cho thầy xuất gia, và khi thế phát hòa thượng cũng chính tay hòa thượng làm lễ thế phát cho thầy. Nhưng sau này thọ giới thì lại y vào sư phụ của thầy bây giờ để thọ giới, cho nên sau này thầy xin thôi xin xuống là hàng hàng cháu. Ở ngoài thì được ít người hơn để đi được đi học đi hành và có thể được tiếp xúc nhiều trước hơn. Nên còn nếu mà ở lại chùa Hương thì bây giờ có khi còn rất là bé bé thôi, chưa thể nào mà được đi học tập hay là chưa thể nào được phát triển được như bây giờ, vì ngày đó thầy vào còn có rất nhiều thầy lớn lớn hơn ở đằng trước đó. Cho nên hòa thượng ngày đó có kể một cái câu chuyện đi giảng. Các thầy ngày xưa đang là học sinh của hòa thượng ở học ở trường trung cấp, hòa thượng có giảng là có mấy Phật tử ở trong Kim Bôi Hòa Bình, quê của thầy, các cụ ấy nắm cơm gói và đi trèo qua cái núi, bảo đi ở nhà, đi từ ở nhà từ 4 giờ sáng, mang đèn pin đi, để đèn pin. Các cụ ngày xưa không có ô tô, không có phương tiện để đi, và đi bộ từ trong Lạc Thủy đi ra, từ trong Lạc Thủy đi ra và đi bộ qua cái đường núi, xong bắt đầu ra Động Hương Tích, xong rồi đi ra. Đó, thì các cụ đi từ nhà từ 4 giờ sáng đi lấy cái đèn pin với nhau đi. Đi ra thì khổ, ra tới thì khi quy Tam Bảo ạ, thì cụ đang giảng về quy Tam Bảo. Thì đấy có đoàn, trong đoàn có mấy cụ già đi ra, thì một cụ đứng lên thì nói thật là to và A Di Đà Phật. Bạch thượng tọa là chúng con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Đi ra đây đường rất là xa, chúng con đi từ 4 giờ sáng. Hòa thượng thượng tọa biết chúng con đi là rất vất vả. Chúng con là đã đi quy nhị quy rồi, tức là quy hai lần rồi. Thì lần này là chúng con cũng lâu lắm rồi, thì mấy năm nay rồi chúng con thì mới biết là có cái tin là hòa thượng tọa là mở cái khóa quy. Quy Tam Bảo, cho nên chúng con thì là cố gắng cùng nhau rủ nhau và đi lần này nữa thì về thì chết cũng gì thì cũng đã toại nguyện rồi, vì đã quy y được ba lần, quy y đủ là tam quy. Nên chúng con lần đầu tiên là quy y ở một cái chùa khác, lần thứ hai cũng quy y một cái chùa khác, và chúng con thì nghĩ rằng lần này là chúng con phải về chốn tổ chùa Hương, cái nơi mà linh thiêng bậc nhất, một trong những nơi linh thiêng bậc nhất của Phật giáo Việt Nam, để quy y cho nó gì, cho nó đắc đạo thành Phật thành tiên. Cho nên là chúng con lần này là lần tam quy, thế lần này là chúng con viên mãn hạnh nguyện rồi, chúng con đi từ 4 giờ sáng đến nay về may là kịp. Thế thượng tọa mới bảo là thế các cụ bây giờ, ngày xưa các cụ là đi nhất quy ở đâu và nhị quy ở đâu? Thế cụ như là tếu cụ ấy trêu như vậy, bảo chúng con là nhất quy ở trong cái chùa Tiên ở trong Lạc Thủy, ngày đó là có ông thầy thống ông quy cho chúng con là nhất quy. Thế cụ thế lần thứ hai các cụ nhị quy là quy ở đâu? Và lần thứ hai chúng con phải đi ra tận chùa Quan Sứ để quy, nhưng mà chúng con ra muộn thì các hòa thượng giảng xong rồi, khi chúng con ra chỉ có lễ Phật nữa, thế là xong. Cho nên lần nhị quy đấy chúng con nghĩ rằng nó chưa được viên mãn, cho nên lần này chúng con đi từ 4 giờ sáng, nghĩ rằng gì? Lần tam quy này là nhất định là phải gì, phải đắc giới và phải thành công. Cụ bảo, các cụ cứ cười bảo là hiểu đấy, khổ thân.
Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là sinh vào nơi biên địa, xa nơi trung tâm kinh tế văn hóa chính trị, những nơi Phật pháp là gì, ít lưu thông. Cho nên Phật tử gì? Đi quy đến lần thứ hai rồi mà vẫn chưa biết thế nào là quy Tam Bảo, vẫn chưa hiểu thế nào là quy Tam Bảo. Mà nói là lần thứ nhất đi quy ở chùa Tiên thì ông thầy thống ông quy cho gọi là nhất quy. Lần thứ hai ra quán sứ thì đi đường nó các cụ cơm nắm cơm gói rồi đi xe khách ra chùa quán sứ để quy, và nơi trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam để quy đấy. Nhưng mà ra thì xe nó đường phố nó đông chật, đến thì các cụ đã giảng xong rồi, bắt đầu lên quy, bắt đầu lễ tạ mất rồi, hồi hướng công đức thù thắng hạnh mất rồi, thì lúc đó đến thì chả kịp nữa, không hiểu thế nào, không nghe được các hòa thượng thượng tọa ở chùa quán sứ giảng thế nào là quy Tam Bảo nữa. Cho nên nghĩ đó là gì, là nhị quy. Nhưng mà trong tâm đến thì người ta lễ tạ rồi, cho nên đến cũng vào lễ tạ xong rồi cầm cái chứng điệp về, cũng xuống xin là cái chứng điệp với cái tam quy về, các thầy ở đó cũng viết cho cái chứng điệp với cái phó chúc vãng sinh bảo về. Thế là lần nữa lần nhị quy xong, cho nên nghĩ là tam quy còn một lần nữa. Cơm nắm cơm gói đi bộ từ 4 giờ sáng xuống chùa Hương. Đó, cho nên chúng ta thấy cái trường hợp quy Tam Bảo, các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ, không phải là đi quy 3 lần. Đó, như ngày xưa thượng tọa giảng, cụ vừa giảng vừa cười đau cả bụng ra, học sinh cũng đau cả bụng ra vì cụ giảng thì cụ hay làm trò cho học sinh cười cho đỡ buồn ngủ. Mà nó cũng là một phương pháp dạy học của cụ. Cho nên học sinh thì chúng tôi nhớ mãi, cụ nói là đấy, các Phật tử ở trong quê của tôi đấy, đi quy nhị quy rồi, lần này ra quy lần nữa là để cho nó đủ tam quy. Cụ nói là không chỉ có các Phật tử trong đấy đâu, cả các Phật tử ở nông thôn, ở cái vùng ngoài xuôi, ngoài kinh mình cũng có đấy. Mà năm 1997, tôi về trông nom cái chùa Sấu Giá, chùa Ngọc Tân, Sấu Giá ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Về đó cũng thế, cũng có một cụ vãi, năm đó là cũng phải hơn 70 tuổi, khoảng độ 74, 75 gì đó, cũng xuống khoe với tôi là bao giờ sư bác có cái đoàn quy để cho con quy một lần nữa cho nó viên mãn hạnh nguyện của con. Thế tôi hỏi tại sao lại quy một lần nữa để viên mãn hạnh nguyện, cụ muốn thọ giới Bồ Tát à? Mà không, con cũng nhị quy rồi, bây giờ con muốn gì, muốn tam quy cho nó đầy đủ trước khi con nhắm mắt xuôi tay về với Phật. Thế tôi hỏi tại sao cụ nhị quy là thế nào? Bảo ngày xưa con đi quy ở trên, ở dưới chùa Giá Ngụ của sư thầy Mùi một lần rồi, và con cũng quy với một cái sư bác ngày xưa về cái chùa Pháp Vũ một lần rồi, và bây giờ có bác về ở đây ở chùa Ngọc Tân thì con muốn quy ở tại chùa của nhà mình, của quê của thôn chúng con, của địa phương chúng con, để cho đầy đủ tam quy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là quy hai lần rồi mà không hiểu thế nào là quy Tam Bảo, mà vẫn còn muốn quy một lần thứ ba nữa để cho đầy đủ tam quy. Cho nên ở đây vì sao thầy lại nói kể câu chuyện đó, vì Phật tử này nói là gì, thắc mắc về cái ngày 13 tháng 7 vừa qua có quy Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên rồi nhưng mà chưa đăng ký quy y, như vậy có được gọi là đã quy Tam Bảo không? Thế cho nên thầy mới nói là như vậy là được rồi, nhất tâm thành kính như vậy đối trước Tam Bảo, coi chư tăng hướng dẫn, chư ni hướng dẫn cho, và chúng ta ba lần phát nguyện tam quy, ba lần phát nguyện tam kết và ba lần phát nguyện phổ độ chúng sinh, như vậy đã gì, đã thành tựu được viên mãn giới thể. Chúng ta đối trước Tam Bảo Phật pháp tăng phát nguyện như vậy, ba lần tam quy tam kết và ba lần phát nguyện, như vậy đã là được rồi. Còn cái chứng điệp với cái phó chúc vãng sinh đó thì đến hôm nay Phật tử xin sau được, pháp hội tới đây hoặc bao giờ có dịp đến chùa thì gặp các Phật tử phụ trách cái đó, hoặc gặp các sư cô phụ trách chi khách, hoặc là ở trên Tam Bảo đó các vị hướng dẫn cho, là các vị viết luôn cho được, không sao cả. Thank you.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.